hình 13 inch đã được lắp lên chiếc xe 7 chỗ rẻ nhất hiện nay, đó là chiếc xe Stargazer của Hyundai các bạn ạ. Chiếc xe này đang được giảm giá từ 575 triệu còn có 480 triệu thôi. Thì đây là cái chiếc màn hình 13 inch này mình lắp trên chiếc xe. Nó trông như một chiếc xe điện luôn. Đây là phiên bản TechPad Limited. Đó, nó được tặng kèm một bộ cảm biến slope các bạn này. Ở đây là nó có hết toàn bộ và cam 360. Phải nói là siêu nét. Đây, các bạn thấy không? Nó nét hơn cả chiếc xe VinFast VF8. Đây, ví dụ nhá. Bạn là một người mới lái mà bạn nhìn được như này. Đấy, em có thể dí sát thêm tí nữa. Đấy, nữa. Ui dồi ôi, không hề phải lo lắng luôn. Quá tuyệt vời. Thì đây là cái hệ thống camera 360 mà có thể nói là nét nhất đấy. Hiện tại thì mình đang lắp đặt trên chiếc xe này. Và đặc biệt là chiếc xe bản thiếu nên bị cắt rất là nhiều đồ. Thì mình chỉ cần một cái combo nhỏ thôi, đó là màn hình này, cam 360 này và cả camera slope. À, chiếc xe này còn có thêm quả loa trầm. Mở âm nhạc cho anh em nghe nhé. Các bạn có thể để sát tai để nghe được cái âm thanh nó hay như thế nào. Như một phòng ba luôn. Nếu như mà anh em muốn một cái hệ thống, bởi vì là trên chiếc xe bản full thì nó có hệ thống loa bow, còn chiếc xe bản bay thì nó bị cắt đi. Do vậy mình đã tậu thêm cho anh một quả loa siêu trầm đặt dưới gầm ghế. Đấy, với cái hệ thống màn hình này thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là hay nhá. Ví dụ nhá, chúng ta đang vào một ứng dụng nào đấy, chúng ta dùng ba ngón tay này, chúng ta cào xuống. Đấy, đây là bản đồ có cảnh báo tốc độ luôn. Và muốn to tiếng nhá thì chúng ta việc lấy hai ngón tay vuốt lên. Đấy, như iPad luôn. Thực ra là anh đầu tiên anh cũng có nhu cầu là anh thay một cái chiếc iPad lên đây, xong anh đem đi đem về. Nhưng mà anh bảo là cái trải nghiệm nó sẽ khác. Nó giống như cái việc mà chúng ta về trong nhà ấy, chúng ta mua một cái chiếc iPad thay vì là chúng ta mua một cái TV. Thì chúng ta ngồi chúng ta xem TV thì cảm giác nó cũng khác so với là chúng ta ngồi, chúng ta giơ cái iPad để trước mặt thì nó sẽ không được sang, không được ăn chơi lắm. Rồi không có cái hệ thống cam 360 nét như thế này. Thực ra mua một chiếc xe rẻ thì anh em có thể đầu tư khoảng đâu đấy mười mấy 20 triệu sở hữu được một chiếc xe thì không tiếc gì một cái dây thừng, đúng không anh em? Đấy, thì mình là mình chuyên những cái đồ công nghệ, không phải gạ gẫm anh em đâu, nhưng mà những cái món ví dụ cảm biến slope này đi nó rất là an toàn. Nếu như lốp non nó sẽ báo chúng ta biết được. Đấy, và bây giờ mình sẽ quay ra bên ngoài xe một chút nữa cho anh em xem về cái hệ thống cam 360 cũng như chiếc xe này nhá. Đấy, chiếc xe này thì nó mang hơi hướng thiết kế của cái chiếc xe Staria. Đây em quay hướng này này. Đấy, MPV. Chiếc xe Staria nó có mức giá từ 1 triệu 1 tỷ 7 đến 1 tỷ 9 đấy các bạn ạ. Không hề rẻ đâu. Nhưng đây là em của Staria. Đấy, thì ban đầu mọi người nhìn thì nó chưa ấy, nhưng mà đây là một thiết kế như Hyundai bảo là thiết kế vũ trụ. Ảo vãi luôn. Đây camera trước nằm ở đây anh em. Đó, rất là đẹp. Rồi, camera lại nằm ở đây nữa này. Bốn cái ở bốn bên gương. Còn áp slope thì mình lắp van trong nhá, không phải là lắp loại van ngoài đâu, van ngoài trẻ con hoặc là khi mà bị bùn lầy ấy, thì nó sẽ có thể là bị hỏng rất là dễ. Áp slope này thì mình cũng bảo hành 3 năm. Rồi, một cái cam nữa đằng sau. Đó, ngoài ra nếu mà bạn muốn an toàn thêm một tí nữa thì bạn có thể lắp thêm một bộ cảm biến ở phía đằng trước, còn không thì một bộ cam 360 một chiếc màn hình thôi. Nó đã giải quyết được rất là nhiều thứ, ngoài ra có thêm cái bộ cảm biến áp slope và một cái bộ thả nữa thôi. Ngoài ra nữa thì để cái cốp điện anh em lập lên dập xuống nó nhẹ nhàng thì chúng ta có thể lắp cái tí cốp điện nữa. Rồi ok, chiếc xe này theo như mình cảm nhận thì cái mức độ rộng rãi, thoáng thì có thể nói còn ngon hơn cả Xpander. Tất nhiên là cái quá trình lái xe thì mình chưa được trải nghiệm sâu. Nhưng mà hỏi anh chủ xe thì anh lái chiếc xe này cảm thấy rất là sướng. Ở nhà Hyundai thì có cái công nghệ lắp ráp nó cũng ngon hơn hoàn toàn. Anh em có thể nghiên cứu mức giá nó đang rất là hợp lý để mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ mà mức giá hiện tại nó chỉ có 480 củ. Đấy, cộng thuế vào nữa. Đấy, rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu mà cần màn hình Android 13 inch thì bên mình là chuyên cái dòng Android TechPad, có thể lắp cho được mọi người từ cấu hình RAM 3, RAM 4, RAM 6, có 360 hoặc là không 360. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.